không nữa rồi.
Chứ tôi không khỏi được gì đâu. Ừ, ok. Thế mấy cái chứ mày bữa nó sưng nó viêm lên con trai. Đâu. Thế nó viêm lên rồi này con. Đáng thấy ha. Đấy. Thế nó viêm luôn rồi này. Là nó sưng cái miệng cái mỏ treo luôn rồi đấy đó. Ok giỏi quá à. Cái mũi nè. Nhưng để mặc đi chờ nhà nó thú gì xuất hộ không? Nhờ em xử xí được. Xin làm gì? Dạ đồ riêng là riêng. Làm gì mà mặc đang chảnh cho nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.